thể OK, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp theo hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các anh em một cái cách mà để các anh em cài master cho nó lên nhanh nhất có thể. Khi mà mình không sử dụng boost, mình không có nạp là cái tiền tệ Egen thì chúng ta cũng vẫn có thể farm. Điều đầu tiên thì anh em phải cần thiết là cắm map cho mình. Không cắn boost thì phải cắn map, cắn một cái map nào đó cố định, nếu có BT càng tốt, không có BT solo giống mình luôn anh em. Và cái thứ hai là cái điều đặc biệt và quan trọng mà mình muốn chia sẻ tới tất cả anh em là các anh em hãy canh cố gắng làm sao event là thợ săn master thì nó sẽ có một cái khung giờ cố định, nó không có ra ngẫu nhiên anh em. Các anh em có thể là vào trong đây canh cái khung giờ nào nó ra nó rất là dễ luôn, tại vì ở đây là mình có một cái danh sách sự kiện thì các anh em chỉ cần thiết là đi theo cái khung giờ này. Như điển hình thì nó còn là 2:13 nữa thì nó sẽ mở ra một cái sự kiện thợ săn event, nó giúp cho chúng ta tăng lên một cái lượng S rất là nhiều, rất là đáng kể luôn. Nếu mà anh em không có sử dụng BT, nếu mà các anh em không có sử dụng những cái boost tăng thủ hoặc là những cái boost shop thì chúng ta có thể là lên trên đó farm. Và farm trên đó có một cái phần nào đó cũng là cực kỳ ngon lành. Các anh em biết vì sao không? Tại vì cái S nó rất là cao, rất là nhiều luôn, nên cái chuyện mà farm đi cài thì nó rất là dễ để cho anh em chúng ta là có được những cái liver. Và ở đây thì nó chạy 10 cái thanh kinh nghiệm, nó sẽ lên cho chúng ta một cái liver. Thì đi đâu đó thì có người đi được một liver anh em. Một liver cũng rất là nhiều nha. Nhiều khi anh em treo một ngày một đêm chỉ lên một liver, còn anh em chỉ cần canh đúng thời gian các anh em đi vô trong đó là không có dùng gì hết, không BT không boost, nhưng mà cũng dẫn lên farm được một liver. Một lát nữa mình đi mình xem là mình lên được mấy cây kinh nghiệm để cho anh em biết mà vào trải nghiệm nha anh em. Thì các anh em đi thì các anh em bấm vào là danh sách sự kiện để canh thời gian đi cho mình. Các anh em treo bãi quái cũng được, treo cái gì cũng được hết, nhưng mà bấm vào trong đó tham gia, tốt nhất là tham gia một cái sự kiện là thợ săn master nha. Và cái điều thứ hai là hôm nay mình sẽ vào trong đây mình xây vũ khí dao nè, và xây cái win 1 và cho anh em biết là tỷ lệ xây win 1 nó sẽ như thế nào và tỷ lệ xây vũ khí dao sẽ như thế nào. Ngoài ra thì mình sẽ kiếm cho anh em luôn một số nguyên liệu để mà nâng cấp lên từ vũ khí cấp 1 lên cấp 2, cấp 3, cấp 4 gì đó. Nhưng mà kiếm được cái gì thì kiếm anh em, chơi theo cơ hội cày, chứ không phải là các anh em 1, 2, 3 là vào phải kiếm cho tất cả có những cái mà mình để nâng được. Cái đó là hơi khó nha, mình kiếm từ bước 1 đi lên. Vì con game thì các anh em phải có là từ cái trải nghiệm từ cái bước 1 đi lên, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Mấy anh em nhảy vô lớp 6 liền, các anh em không biết ở dưới nó dạy cái quần đùi gì, lên lớp 6 cứ ngồi ngóng ngóng. Thì bây giờ mình sẽ đi một cái là thợ săn master cho anh em biết nha. Đi sự kiện thợ săn master thì các anh em biến lên cái map là Agena cho mình. Khi lên được cái map Agena thì các anh em vào một cái cửa bất kỳ, còn gọi là một cái chuồng, nó cái cửa để cho nó cao chút xíu nha, tại người ta phải đi vô cửa chứ người ta đâu có đi vô chuồng được. Cái đó thường thường người ta gọi là một cái chuồng, nhưng mình gọi cái cửa cho nó sang. Thì các anh em kiếm một cái cửa nào đó cho vắng người, nhưng mà chắc không vắng nổi đâu anh em, cửa nào cũng full người hết. Thì các anh em vào trong đây có thể là ở trong đây BT cũng được, tốt nhất là phải có BT nha, còn không boost cũng được. Các anh em có thể là farm solo, thì mình cái tiêu chí của mình là solo từ bãi quáp nhỏ lên solo bãi lớn, có BT thì càng tốt, không có thì solo, không có ngại gì hết anh em. Không phải là vào trong đây gặp cái con game mà nó chậm lên S hay là nó chậm lên master các anh em lại ngán, cái đó là đặt ra một cái thử thách cho mình khi trải nghiệm một cái con game. Tại sao người ta chơi được mà mình chơi không được, tại sao người ta cài được mà mình không cài được, tại sao người ta nạp được mà mình không nạp được, tại vì người ta có tiền. Mấy cái kia là mình chơi được, người ta cài được mình cài được, cái đó là được nha. Còn người ta nạp được mình nạp không được, cái đó tại vì mình không có tiền. Nói mạnh lên nha anh em. Thì như vậy các anh em cứ đứng đợi ở đây, khi mà đủ thời gian thì nó sẽ phực quái ra, dọn dẹn đâu đó tầm khoảng là từ 8 tới 7 phút thôi anh em, để mình canh thử cái này coi là khi nào nó hết. Và đây là lần đầu tiên mà mình đi là sự kiện là thợ săn master, xem là mình lên được mấy thanh kinh nghiệm. Hy vọng nó sẽ lên càng nhiều càng tốt anh em, vì mình không có bùa biết gì hết các anh em thấy không, không có gì hết nha. Trên người của mình chỉ có là một cái HP, một cái mana thôi, chứ không có gì hết ngoài cái boost tăng thủ ra. Mà cái boost ở bên cái con game là Ega of Logan này á, thì hầu như mình thấy là nó vô hiệu quả, nó không có tác dụng anh em, nên không có trông chờ vào mấy cái boost cá nhân quá, thì đã cho nó hút ở bên cái boost shop đi. Còn bây giờ mình chỉ cần cái năng lực thiệt của mình thôi, cần vào cái sức mạnh thiệt của mình. Hiện tại mình đang dùng một cái cây chùi để cho nó hồi mana nha, chứ nó không có tăng được phần trăm gì hết.
Mình có một cây là tăng phép, một cây là tăng cấp độ thì liver, nhưng mà mình ở solo 7 thì các anh em cần thiết cho nó hồi mana để mình có một cái lượng mana chống chịu, vì ở đây mình cộng Angie rất là thấp rồi nhưng mà không đủ mana để dùng. Trong khi đó là cái skill quả long xích này á, thì nó cực kỳ là ít tốn mana luôn mà nó còn nhanh như vậy, thì các anh em có thể là chơi theo hướng mana cũng được, chơi theo hướng XTG cũng được. Cái điều nan giải nhất và cái điều dễ nhất á thì nó cũng nằm chung một vấn đề thôi. Vấn đề của anh em là làm sao để cộng được cái điểm master cho nó chuẩn nhất có thể. Trong khi đó khi nó mới mở con game ra thì các anh em khi mà mỗi lần tẩy master thì các anh em lại tốn gen hoặc là tốn agen. Còn bây giờ nó đã free rồi anh em. Các anh em cứ việc lợi dụng một cái free đó, các anh em có thể là tẩy điểm vô tội vạ. Thích đường nào cứ tẩy đường đó. Ví dụ các anh em chơi cái con DL, các anh em lăn tăn không biết à nó chơi XTG khỏe hay là nó chơi mana khỏe. Cái đó là chuyện bỏ nó qua một bên, cho nó vào quá khứ, tại vì người ta đã cho mình tẩy bull in free thì các anh em cứ cộng mát vào cái cột XTG cho mình mát vào luôn. Nếu mà các anh em băn khoăn là cộng mát nó không có lấy hết được chỉ số thì các anh em cứ cộng như vậy, XTG các anh em cộng cho nó đủ mặc đồ, Angie các anh em cộng lấy cái điểm chuẩn là 700, còn bao nhiêu các anh em dồn hết vào mana. Còn ngược lại cũng vậy, các anh em cộng Angie vào trong 700 và cộng mana cho nó vừa dùng đủ skill, dùng đủ boost, các anh em cộng mát vào XTG thì nó chỉ có hai đường thôi, không lẽ Deathlord nó cộng vô HP sao anh em, mình đâu có sợ cái đường đó anh em. Còn những con nhân vật khác thì chúng ta rất là dễ rồi. Đất quay không khi nào mà ai cộng XTG, XTG trừ khi đi BK lấy 5k thôi, mà cái đó là cái chuyện đi BK của những anh em nào Dubai, người ta nhiều bộ in thì người ta cộng 5k, người ta lấy xuyên giáp thôi, còn toàn bộ người ta cộng vô đâm chuẩn nó là mana hết. Còn bây giờ các anh em chơi một con DL nó cực kỳ là dễ cộng rồi, mình đã có phân tích rất là nhiều. Các anh em cứ việc chơi bên chiến thì các anh em cộng bên là XTG đi theo một cái quẩy xích, còn các anh em đi bên phép thì các anh em đi là triệu tập quạ quả diệm, các anh em cộng full mana. Mà ở thời gian đầu các anh em không có cái vũ khí phần trăm S, phần trăm phép cao thì bắt buộc anh em phải chơi quả long xích, mà quả long xích thì nó sẽ đi đôi với XTG rất là dễ hiểu luôn. Và cái đường mà các anh em để mà test ra được cái buy-in thì nó cực kỳ là dễ luôn. Hiện ngay cái thời điểm bây giờ á thì cái buy-in người ta đâu có mà kìm hãm lên nữa đâu. Lúc trước người anh em tẩy á thì người ta sẽ bắt anh em tốn gen là nó sẽ kìm hãm buy-in, cộng làm sao cho nó ra được cái buy-in chuẩn. Thì cái đó là một cái tâm lý theo mình nghĩ á, thì cái con game nó làm ra nó muốn cho con game nó đông thì nó sẽ phải làm như vậy. Khi mà mình tạo không được cái con này mình bắt buộc phải xóa tạo con khác, tạo con khác thì nó sẽ lấy một cái tương tác. Tương tác cái con game nó nhiều tại vì ông này chơi ba mớ ông xóa ông tạo cái khác, chơi ba mớ xóa tạo cái khác, thì có con game cái dòng từng hoàng game đó, nó sẽ có liên tục, người ta sẽ tạo acc mới liên tục thì cái con game nó sẽ nhảy lên cái chỉ số. Theo mình nghĩ là vậy, và cái đường đi nước bước á thì cái anh em đã thừa biết rồi. Mình đã đầu quân ở bên cái con game lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì nó cũng rất là lâu rồi. Từ khi mà nó khai sơ lập nghiệp tới giờ mình cũng có một chút xíu nhỏ gì đó là kinh nghiệm để mà truyền tải, để hướng dẫn và để chia sẻ cho các anh em. Hướng dẫn thì mình không có dám hướng dẫn nha, cho mình rút lại cái lời đó. Mình chia sẻ với các anh em và mình xin ý kiến của các anh em. Cái đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho các anh em. Qua được một cái thời gian mà đi farm tự giờ các anh em biết mình lên bao nhiêu chưa? Nó lên được có hai cây kinh nghiệm đấy anh em à. Hai cây kinh nghiệm đó thì nó cũng rất là này nọ nha, khi mà mình đi một lần thì nó hai cây, mình đi lần thứ hai thì nó sẽ là hai cây nữa, mình đi full một ngày chắc ăn cũng phải được một lần master. Tại vì mình không có boost shop là mình phải chịu, mình không có một cái BT là mình cũng phải chịu luôn. Đi cho có tụ nha anh em. Xong cái phần mà thợ săn master rồi các anh em biết tới cái gì nữa không? Thì mình sẽ đi xây một cái win một để cho các anh em biết. Và trước khi xây một cái win một thì các anh em phải cần chuẩn bị cái gì? Thì chúng ta về cái map là Nogia để mà mình gặp cái anh Gobin quyền lực. Về đây thì các anh em cứ việc khỏi vào anh Gobin quyền lực, mình tạo vũ khí trao. Các anh em phải bỏ một vật phẩm bất kỳ cộng cao. Cộng cao là nhiêu? Từ cộng 4 trở lên, nó lớn hơn một còn gọi là cao, là số to đó. Thì ở đây mình có cái ghiều cộng 7 và kèm theo đó là một ốp. Nhắc nhẹ cho các anh em biết luôn nè, những cái món đồ cái đó là cái chuyện đơn giản thôi nhưng mà mình cũng phải nhắc lại nha, tại nhiều người hỏi á thì mình không biết trả lời làm sao. Thì anh em hỏi là cái server không có like, không farm ra được like thì làm gì xây được cái vũ khí trao. Cái chuyện đó là cái chuyện dễ ợt đây nè, những cái món đồ nào người ta có ốp nè, vũ khí thì tăng thêm sức đánh, còn mà xét đồ thì nó sẽ tăng thêm thủ. Này cái này chưa có thủ, mình kiếm cho cái nào nó có thủ cho anh em xem. Thì các em cứ nghĩ tới là cái cây vũ khí thì nó sẽ tăng thêm sức đánh và xét đồ thì cứ tăng thêm thủ, cái đó là còn gọi cái offline.
offline là cái dinh sinh mệnh của mình đó, thì các anh em bỏ vô. Kèm theo đó là chúng ta cần bỏ vô một chao nữa, tính năng xây vũ khí chao. Cái tỷ lệ thành công của chúng ta nhìn vô một cái là đừng có hỏi tại sao nước biển nó lại mặn, chỉ có 4%. Các anh em đừng có nhìn vô cái phần trăm đó mà các anh em nản. Các anh em đọc cho kỹ nè, tâm linh nó sẽ tăng tỷ lệ và ước nguyện nó cũng tăng tỷ lệ. Mình sẽ demo cho anh em xem. Thì mình sẽ bỏ một viên vào trong đây là một viên tâm linh, nó sẽ tăng lên 7, và một viên ước nguyện nó sẽ tăng lên 12. Thì như vậy bơi ở một cái server, ở một cái con game là Era of Logenkia, nó cực kỳ giá trị, chứ không phải là các anh em nói như cái mình nghĩ. Cài cho nhiều vô bơi nó ra như gác, không ai xài, không ai mua. Đây quăng hết đây anh em, cứ việc có như bơi quăng hết đây, mình nghịch đồ mình đập cho anh em xem. Thì dần dần như vậy các anh em cứ thể mà bỏ ra, mình sẽ test lên một lần nữa cho các anh em thấy là một cái chỉ số thật để mà mình quay một món đồ 100% thành công, mà khi trong khi đó là không cần nạp, không cần gì hết mà chúng ta cũng vẫn có. Đâu phải nạp là nó mới cho đồ đâu, mà các anh em chỉ cần cài thôi là nó sẽ cho đồ. Ở đây mình sẽ tách ra, các anh em bấm vô số 1 là tách bằng một viên. Cái này nó không cho mình để nguyên cụm thì mình sẽ tách ra hết cho anh em xem. Không còn chỗ để tách thì mình đi ra. Cứ việc bấm vô cái vũ khí chao hồi nãy, bỏ một cái cây công cụ vô. Rồi chúng ta bỏ tiến hành bỏ một chao vô, bỏ một tâm linh nè, bỏ một bê thì cái chỉ số lên 12. Các anh em thấy nè, mình sẽ bỏ thêm một bê nó lên 17, và bỏ thêm một bê nó sẽ lên 22. Thì cứ về cứ bỏ vào vô, mình farm nhiều bê mà anh em cứ bỏ nhiều vô, chừng nào mà nó lên chỉ số mà lên hết được thì thôi, nó nói mát rồi không cho lên nữa thì chúng ta ngừng. Mình bỏ vô hoài nó lên hoài thì tương đương với cái chỉ số như vậy, chúng ta tạo ra một món đồ nó cực kỳ dễ luôn. Và cái món đồ này có tên là một cái vũ khí chao. Vũ khí chao là cái gì? Vũ khí chao là một cái công cụ để chúng ta xây được một cái win một. Đây mình có một cái vũ khí chao cộng 9 luôn, và ở đây tăng được một cái up là up 4. Thì cái vũ khí chao là mình phải bỏ như vậy. Và tiếp theo muốn xây được một cái win một thì cũng làm sao, thì chúng ta xây được một cái win một thì chúng ta phải có một cái công cụ, đó là một cái vũ khí chao. Chúng ta muốn xây được một cái win một là anh em phải có một cái vũ khí chao, thì mình sẽ vào trong đây mình cắt đồ bớt và mình sẽ đi phân gã cho nó thật là nhiều ngọc. Và tiếp theo để mà mình ăn cho chắc mặc cho bền nó thì mình sẽ phân gã ngọc cho nó nhiều để mình vào trong đây mình tạo. Các anh em cứ lần lượt bỏ hết công cụ vào. Một cái viên này á thì nó quý, các anh em thấy là 23%, các anh em thấy không? Là tạo cái cánh nè, tạo cánh cấp 1 23%, mình bỏ vô đây coi nó được lên bao nhiêu. Thì nó lên được chỉ có 3 thôi. Thì nhưng mà mình chưa cái này lại nha. Hiện tại thì cái ngọc đó thì nó rất là hiếm. Thì bây giờ bơi mình có nhiều thì cứ việc phăng bơi vô hết đi. Và cái viên bơi mình lên tới 5 lần thì các anh em cứ việc bỏ lần lượt bỏ bơi vô. Bỏ bơi làm sao mà để cho nó mắc pin lên. Xây win 1 tỷ lệ của nó mắc pin chỉ có là 63%. Xây win 1 tỷ lệ mắc pin của nó là 60% nha anh em. Mình sẽ thử bỏ cái này xuống. Bỏ thêm một cái này xuống nữa là nó bao nhiêu. Và lấy lên đây coi nó có ra lẻ không. Nếu mà nó có ra lẻ thì nó ngon. Và không nha anh em, nó không có ra lẻ phần trăm nha, nó chỉ để cho anh em chúng ta 60% thôi. Khi mà tạo được một cái như gì thì nó sẽ ra được 60%, các anh em thấy nó cực kỳ khấm không, chứ không phải là dễ nhằn đâu nha anh em. Tuy là cái ngọc thì mình có nhiều thật, nhưng mà cái chế độ farm và cái tỷ lệ farm của nó sẽ kìm hãm lại tới đây. Rồi quyết định nha anh em, ở đây nè, nó sẽ đổi nè, chú ý item sẽ không còn nguyên quạng khi kết hợp thất bại. Cái đậu xanh đọc cái dòng này sao mình thấy hoang mang quá anh em ơi. Anh em xem tới đây thì mạnh dạn comment cho mình biết là lên hay là xuống anh em, hy vọng là nó sẽ lên nha. Và bây giờ là mình sẽ bấm vô cái phần kết hợp xem nó sẽ như thế nào. Vô anh em ơi, vô anh em ơi, đây kết hợp hy vọng là sẽ lên. Rồi ra cái win sum đậu bắp 60% ra cái win sum anh em ạ. À, có cái dòng gì không? Qua cái dòng là lực phép thuật cộng 4 là nó có thêm cho mình được một like nữa, ra được cái win sum anh em ơi. Như vậy là cũng khá là may mắn đối với mình nha, tại vì có ra là may mắn nha anh em, còn nếu nó sụp nữa là mớm luôn nha. Ok, như vậy là đã xây được một cái win. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp theo đi kiếm những cái viên đá này đây. Đá này là đá tinh luyện cấp thấp, và các anh em sẽ kiếm được một đá tinh luyện cấp cao. Tinh luyện cấp thấp và tinh luyện cấp cao thì các anh em phải kiếm ở đâu? Kiếm trong những cái món đồ nha. Thì mình sẽ đi lấy những cái món đồ ra mình phân gã cho anh em xem. Những cái nào mà sức đánh á thì các anh em nên chừa lại nha. Như ví dụ nè, mấy cái nào mà có sức đánh thì chừa lại để làm cái gì? Hôm nãy là mình mới nói rồi, có sức đánh thì các anh em chừa lại. Khi có được những cái món trang bị như vậy thì các anh em lên cái map cho mình là Logan Market. Logan Market các anh em đi về cái hướng này đây, 12 giờ. Ở đây là mình sẽ tinh luyện được một cái đá tinh luyện, đá nguyên thủy, còn gọi là đá game nha anh em. Đá game thì chúng ta sẽ kiếm ra những cái đá là Harmony, nhưng mà hiện giờ các anh em farm chưa có ra đâu. Và các anh em lên NPC này đây. NPC này á thì nó sẽ có ở trên cái map là Aya 1 và Aya 2. Thì những cái quen thuộc đó thì mình đã làm cho anh em biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái món đồ này vô. Các anh em khi mà bỏ món đồ vô sẽ ra được một cái đá tinh luyện 25% nha anh em. Nó cực kỳ thốn nha, chứ không phải là dễ nhai đâu. Bấm ra nè.
mình phân rã rất là nhiều rồi nhưng mà mình kiếm được không có nhiều hết nha, chỉ có được một cái đá tinh luyện thôi. Quả này có thêm được một cái đá tinh luyện cấp cao. Những cái món trang bị thường sẽ là đá tinh luyện cấp thấp và những cái món trang bị S sẽ là những cái đá tinh luyện cấp cao nha. Mình sẽ làm nữa cho anh em xem những cái huy hiệu này các anh em quăng ra ngoài, các anh em có những cây vũ khí như gì đây thì các anh em cực kỳ sướng rồi. Các anh em biết tại sao sướng không? Mình quăng ra như vậy là tương đương với mình có được 60% có cái win một. Đây là một cái may mắn đối với mình nha. Thì quăng ra đây là một cây gậy lôi phong. Đây là nằm trong thuộc dạng là vũ khí trao. Vũ khí trao là có rìu quả long nè, và có gậy lôi phong và có mai hoa cung. Win ơi hãy chờ ta, ta có được một cây gậy nữa rồi Win ơi. Trong khi đó là được cộng 8 thì nó rất là ngon. Ra được một cái cây chùy nữa, cây chùy cho DL. Đấy, cây chùy kia nó sáng như vậy chắc cộng 9 quá. Đúng rồi, cộng 9 nha. Những cái như vậy á thì mình sẽ kiếm ra được những cái nguyên liệu, đó là cái mảnh là tinh luyện cấp thấp. Hôm nay là thằng may mắn mỉm cười với mình nha. Mình sẽ bỏ cái cây cung này vào đây. Cây cung nó có sức tấn công như vậy là các anh em ép vũ khí trao là như đạn nha. Kết hợp nè, nó sẽ xịt nha. Nó có cái bất cập là mỗi khi các anh em tạo là nó sẽ bắt anh em bấm ra bấm vô. Các anh em nhớ là cái vũ khí nha, chứ cái set đồ thì nó không cho nha anh em. Mình sẽ thử quăng set đồ vô cho anh em xem, nó không có cho. Mà các anh em quăng cái vũ khí vô thì nó sẽ cho. Ở đây, cái này là cộng 9 nha. Hy vọng nó sẽ ra một viên nữa cho anh em xem. Rồi, không ra luôn. Và mình sẽ bỏ thêm một cái món đồ lõm nữa xem là nó có cho không nha. Đây, món đồ lõm vào trong đây. À, món đồ lõm ở đây là nó không cộng nè. Ở đây cộng cao nó sẽ cho nè. Thì như vậy theo mình nghĩ nó từ cộng 4 cũng phải là cộng 7 trở lên nha. Đồ cộng cao nó sẽ cho anh em ạ. Và ra được thêm một viên nữa đây. Rất là dễ nha anh em. Đây là những cái cơ bản mà các anh em cần thiết để tìm hiểu. Được thêm một cây rìu nữa đây, hy vọng cái rìu này sẽ mang lại cho chúng ta thêm một cái viên đá nữa. Thịt luôn anh em ơi, đây là những cái thành quả của mình nha. Cái này thì chừa lại cho đánh quay có chơi thì bận lên phòng thủ cho nó cao chút xíu nha. Ở đây là hai cây gậy lô phong, là tương đương với chúng ta có hai cái win ở tỷ lệ và thành công là 60%. Ở đây mình còn hai viên trao là xây ra được hai cái win nữa nha. Qua video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.